Ca sĩ Tâm Loan trở lại với nhạc Hamlet Chương. Ca khúc Anh ngủ thêm đi được, Hamlet Chương sáng tác lấy ý thơ từ bài thơ nổi tiếng của tác giả Nồng Nàn Phố đã gây nên một cơn chấn động với khán giả yêu nhạc bolero. Tâm Loan là nữ ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc quê hương trữ tình trong nhiều thập niên qua. Tại Mỹ, cô còn là một doanh nhân thành công với nhiều hoạt động sôi nổi, Hulu. Mới đây, trong một chương trình được tổ chức ở Thái Lan, nữ ca sĩ 7X có dịp thể hiện một sáng tác mới của Hamlet Chương và ngay lập tức gây được sự chú ý mạnh mẽ. Vì sự khác lạ và thu hút, ban đầu, Tâm Loan được ban tổ chức chọn cho một bài hát khác nhưng vì lý do riêng, cô không thể đáp ứng vũ đạo của bài. Vì thế cô đã được đổi sang ca khúc Anh ngủ thêm đi. Tác phẩm mặc dù dùng ý thơ của tác giả Nồng Nàn Phố, nhưng Hamlet Chương chỉ lấy hai câu đầu của bài thơ làm tiền đề và ý tưởng. Phần lời sau mang đậm chất riêng của Hamlet Chương khi anh vốn cũng là một nhà văn nổi tiếng trong nước bên cạnh vai trò ca sĩ, nhạc sĩ của mình. Thực tế với dòng nhạc bolero, người nghe thường ưa chuộng những ca khúc đã quen từ lâu, hay thời gian qua, bài hát Duyên Phận, Thái Thịnh, Hải Lan và Điệp 4, Hamlet Chương, nổi tiếng là điều rất hiếm hoi. Nỗi niềm trong Anh ngủ thêm đi viết về một cô gái yêu một người nhưng phải lấy một người khác. Trước ngày lên xe hoa về nhà chồng, cô trút hết tâm tư trong lời nhắn gửi người tình, xót xa và nghẹn ngào cho thân phận một người phụ nữ không thể tự quyết định đời mình. Không ngờ tác phẩm này hoàn toàn khớp với chất giọng rất đẹp ở những nốt trầm của ca sĩ Tâm Loan và tạo nên một sự hòa hợp cả phần nghe lẫn phần nhìn. Nữ ca sĩ xinh đẹp trong tà áo dài Việt Nam.